Không ai không lên. Cô nhà đang hoàn thành cái mặt của nó. Mà là sao bây giờ rồi nha? Mới 9 giờ mà sao nó có chuyện? Chắc là để nó con sang con đây để chặt nó con bẻ cái rau sao? Chẳng có đâu luôn, chẳng có đâu. Đang chưa to xong. Yeah. Cô nhìn lên cái